Trời ơi, hello hello. Mùa ngày 1 Tết mà lên nó giấu. Đang mùa 1 Tết, chụp tấm hình. Chụp gì đang livestream đó, chụp. Mới vậy. Suốt ngày chụp tấm hình. Đi ra thăm ma yêu nè. Cả nhà ơi, sáng mùng 1, sáng New Year. Mời cả nhà thứ bảy này tảo mộ bên cảnh sát mình nha. Thứ bảy là 11 giờ trưa. Mời cả nhà mình trong gia đình cảnh sát và thân hữu tới tham dự ha. Trời lạnh này nó tắt rồi. Trời lạnh này nó không có mở đâu. Lau sơ sơ thôi. Trời lạnh này là phải xách nước. Nó không có đâu. Tại vì nó không có lạnh. Ủa, Hana đâu ha? Ha lên. Ơi à, hàng gì Út cũng thấy nó. Lạnh quá. Rung rồi. Chào chị Kim Trang Nguyễn, Happy New Year chị. Hello hello mọi người. Thì mấy bữa em lau rồi, giờ anh lau đi. Nằm dưới đây còn thiêu có khỉ gì đâu, thiêu có tan tành xíu quách hết. Thiêu hết thì bây giờ người ta tính người ta thiêu. Quýt đó của ông ngoại chồng á. Ông ngoại chồng giờ này đã đầu tiên. Cái này là em với má chồng của ngoại nào chồng.
Này là đợt đầu tiên luôn á. Cãi lại. Cãi lại. Ông bạn nói đâu phải tao đâu mà mày nói tao. Nói mày nói đúng á. Tao chồng hồi nào đâu. Tao chồng hồi nào mà nói sao chồng. Kìa cái đó đẹp kìa. Cái cuối cùng dưới đó. Đó cái màu bia cuối cùng á, tống phàn đó. Lấy chai bình nước rồi vậy má. Bị bỡ rồi. Bị bỡ cái này. Để cô bà nấu biết có bỡ đúng không? Chắc không đỡ nguyên cái chai cút mà trời. Thôi, hai vị hai ly. Chia ra. Lấy mượn cái ly bên bà nội đi, hồi nữa chạy về khu dưới rồi ghé lấy. Ghé lấy khi khác. Có sao mình làm vậy không ông ngoại ha. Nè ông ngoại mấy đứa con cháu đông đủ ra nè, thăm ông ngoại chơi ông ngoại nè. Dạ cậu Tư chưa tới hả? Tư chưa tới luôn.